cú đá thẳng. Rất tiếc là Trần Phi Sơn lại đưa ra một sự lựa chọn không mấy chính xác trong tình huống này. Ở một cự ly xa và một góc sút hẹp, nhưng Phi Sơn lại quyết định đá thẳng. Mà đá thẳng lại đá về phía cột gần, không có cơ hội cho các đồng đội băng vào. Văn Ngọ, Đỗ Mê Lô, pha dứt điểm đầu tiên của câu lạc bộ Sài Gòn. Và đó là những tình huống phối hợp sở trường của câu lạc bộ Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Những tình huống tạt bóng chuẩn xác đến đúng vị trí mà Đỗ Mê Lô chọn. Vừa rồi là một pha bóng như vậy. Cái chân trái rất ngoan của Văn Ngọ đặt bóng vào đúng đầu của Mê Lô. Và tiền đạo của câu lạc bộ Sài Gòn đã xoay người và dứt điểm rất gọn gàng và chính xác. Nhưng điểm đến của tình huống dứt điểm mà Đỗ Mê Lô thực hiện vẫn hơi gần so với vị trí của Dương Quang Tuấn, nên thủ thành của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn kịp phản xạ. Đến lúc này thì Sài Gòn mới ghi được 2 bàn và đó đều là những bàn thắng do Đỗ Mê Lô thực hiện. Nguy hiểm! Không vào! Bóng đã bị chặn lại ngay trên vạch vôi và người đã dứt điểm không thành công trong pha bóng vừa rồi là Thiago. Sài Gòn đang bắt nhịp trận đấu rất tốt với một thế trận tấn công hừng hực và phối hợp rất khó chịu. Đúng là bóng chưa qua vạch vôi. Có sự can thiệp của cả Trọng Sáng và Dương Quang Tuấn. Phi Sơn và Công Thành. Nguy hiểm! Pha băng ra và chọn điểm rơi chính xác của Phạm Văn Phong. Đó là tình huống tấn công khá chất lượng của các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phi Sơn và Công Thành thì không còn lạ gì nhau. Họ đã từng là đồng đội ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như... Nguy hiểm! Không vào! Đó là một tình huống bật cao và đánh đầu rất dũng mãnh của Akinade. Quả treo bóng của Phi Sơn có điểm rơi rất tốt. Một pha bóng bay rất khó chịu. Bóng đi cong và xoáy, vượt qua tầm kiểm soát của các cầu thủ phòng ngự bên phía Sài Gòn. Nguy hiểm! Hoàng Tuấn đã phải đấm bóng vất vả trong pha bóng vừa rồi trước sự uy hiếp của Thiago. Sài Gòn đang gây rất nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bằng những quả phạt góc bên phía cánh phải. Người thực hiện là Văn Ngọ với những cú đá rất xoáy bằng chân trái. Bóng thường được đưa vào cột trước và các cầu thủ áo hồng luôn luôn có những nhân tố để băng cắt. Lúc này thì cầu thủ trẻ Thuận Chân Trái đang chơi ở vị trí tiền vệ phải, chơi lệch cánh. Pha dứt điểm rất hay của Đỗ Mê Lô. Pha phối hợp có nét của câu lạc bộ Sài Gòn. Một tình huống vỗ trung lộ rất nhịp nhàng và ăn ý. Đường truyền của Công Thành và bỏ bóng của Hu Sang U và tình huống dứt điểm một chạm. Phạm Văn Long. Nguy hiểm. Cũng khá giống với cách chơi mà Sài Gòn đang thực hiện. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng dựa vào những quả tạt và bóng được hướng đến vị trí của Akidade. Đó là một pha phối hợp chính xác nhưng cũng chưa đủ độ khó để có thể mang lại bàn thắng. Hoàng Anh. Đá tầm xa. Ra chân rất chất lượng của Lý Công Hoàng Anh. Một pha sút xa sở trường. Rất tiếc cho Lý Công Hoàng Anh, đó là tình huống dứt điểm của anh lại đưa bóng đi thẳng vào người thủ thành Phạm Văn Phong. Tình huống sút bóng rất tốt của Lý Công Hoàng Anh. Đây là một trận đấu mà Lý Công Hoàng Anh đang thể hiện rất tốt dưới sự quan sát của huấn luyện viên Park Hang-seo. Mọi thứ đều có thể nói là hoàn hảo và chuẩn mực với một tiền vệ trung tâm. Đường truyền không tốt của Hoài An. Phi Sơn. Vẫn là Phi Sơn. Phi Sơn. Không được.
cú đá ở của Phi Sơn hướng vào vị trí góc hẹp và Phạm Văn Phong đã chọn vị trí rất chuẩn xác trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống đột phá quyết tâm của đội trưởng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cú ra chân khá chất lượng của Phi Sơn. Trước đó là một lỗi của Hoài An và Phi Sơn đã chấp được cơ rất nhanh. Khá hay, Văn Vĩ không việt vị nhưng khả năng di chuyển, quyết định và sự lựa chọn dứt điểm của Chevy Watt đều rất tệ. Một pha phối hợp hay của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không việt vị. Chevy cũng đã băng xuống rất nhanh nhưng anh đã lựa chọn là dứt điểm ở góc hẹp, ở một góc như vậy và Phạm Văn Phong băng ra thì thực sự là không có nhiều cơ hội để có thể ghi bàn. May mắn là Chevy cũng đã mang về quả phạt góc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Phạm Văn Phong vẫn đang thể hiện được sự chắc chắn trong khung thành của câu bộ Sài Gòn. Những tình huống phát động tấn công rất tệ của các hậu vệ bên phía Đỗ Mê Lô. Tuyệt vời, bàn thắng hợp lệ dành cho Đỗ Mê Lô. Và đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo này dành cho câu bộ Sài Gòn. Trong hai bàn thắng trước đó của Đỗ Mê Lô thì Sài Gòn đều có được trọn vẹn 3 điểm. Và bây giờ thêm một lần nữa tiền đạo này ghi bàn, và điều đó đồng nghĩa là huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng sẽ hy vọng đội nhà sẽ có được trận thắng đầu tiên sau một chuỗi trận vô cùng thất vọng. Liên tục là những pha xử lý lỗi của các cầu thủ phòng ngự bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Kelly thì chuyền thẳng vào chân Văn Ngọ, còn Văn Đạt thì pha bóng vào thẳng vào ngực của Đỗ Mê Lô. Đường chuyền của Văn Ngọ khá tốt, nhưng trong khi Đỗ Mê Lô không theo kịp thì Văn Đạt lại biếu không cho tiền đạo này một cơ hội. Tình huống này khá giống với tình huống mà Đỗ Mê Lô đã ghi bàn vào lưới của cầu thủ Hoàng Gia Lai, nhưng nó dễ hơn và nó gần với cầu hôn hơn rất nhiều. Đã có những pha va chạm hết sức gay gắt giữa các ngoại binh. Lý Công Hoàng Anh. Đó là một pha bóng mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cho các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng lợi thế. Nhưng rất tiếc là cú đá cuối cùng của Lý Công Hoàng Anh lại đi không chính xác. Pha phạm lỗi của Trần Mạnh Cường. Và ngay tức chúng ta nhìn thấy khu vực giữa sân của Đỗ Mê Lô. Pha xử lý rất hay của lão tướng Đỗ Mê Lô, và chỉ có sự xuất sắc của Dương Quang Tuấn mới cứu thua cho câu bộ Sài Gòn. Chúng ta vừa nói về vị trí tiền vệ trung tâm, và ngay tức chúng ta nhìn thấy lỗ hồng rất lớn ở khu vực giữa sân của câu bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, và ngay lập tức các cầu thủ tấn công bên phía Sài Gòn đã khai thác tình huống tấn công trung lộ rất hay. Pha xử lý có thể nói là rất mẫu mực của Đỗ Mê Lô sau khi nhận được đường truyền của Huỳnh Tấn Tài. Tuấn Hải, Văn Vĩ, vẫn là một cú đá tầm xa nữa không chính xác. Vòng 9 V-League ngày hôm nay sẽ diễn ra 3 trận đấu. Trận đấu sớm nhất, Viettel đã giành chiến thắng trên sân khách và làm giảm nhịp độ tấn công của đối phương. Penalty rồi, đó là pha xử lý quá khôn ngoan của Chevy Watts, và Thiago rõ ràng là đã phạm lỗi. Phạm Văn Phong cũng không nên có những thái độ phản ứng như vậy, rất dễ phải nhận thẻ. Thiago đã có thể nói là kiệt sức và không có được khả năng vận động tốt nhất sau khi bị chấn thương. Tình huống bật tường và xoay người khống chế của Chevy Watts thì thực sự là rất tốt. Hai tiền đạo ngoại đã rất hiểu ý nhau. Chúng ta hãy cùng xem lại pha xoay người khống chế rất khôn ngoan của Chevy Watts. Chevy Watts đã có 2 bàn thắng ở mùa giải năm nay.
giống Đỗ Melo. Chép đi, tuyệt vời, vẫn còn. Hai pha cản phá không tưởng của Phạm Văn Vòng, và đây là khuôn mặt thẫn thờ của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Pha bay người cản phá không tưởng của Phạm Văn Vòng. Chúng ta hãy cùng xem lại cú đá này. Pha dứt điểm rất căng và hiểm hóc. Góc sút này sẽ cho thấy tài năng tuyệt vời của Phạm Văn Vòng. Cú đá khó và rất căng. Tuấn Hải, lỗi thuộc về Tuấn Hải với một pha ham bóng. Pha là xâm nhập rất nhanh và tình huống ham bóng của Tuấn Hải. Nam Anh đang rất đau. Ở phút bù giờ thứ 5, một pha phối hợp không hiểu ý giữa Đức Nam và Chevy Watts. Phạm Văn Phong đã bị đau sau tình huống va chạm với chính người đồng đội Lê Cao Hoài An. Trần Hoàng Sơn của Top 11 Bình Định đã ghi bàn cho Bình Định từ tình huống phạt góc. Nhưng lần này thì Phạm Văn Phong đã cực kỳ xuất sắc. Dương Quang Tuấn cũng đã lên tham gia tấn công. Nguy hiểm. Đỗ Melo và Hu Sang Hu đã giải nguy cho Sài Gòn. Và đó cũng là pha bóng cuối cùng của trận đấu này. Sài Gòn đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.